front of a television or doing things that do not please you. We know that you're pleased with all of us, especially the young people who are with us today, this afternoon. Father, accept the program that we are going to place in front of you. I pray that you would strengthen the talents of each one. You know, many of us, for the first time, we're singing in public. We do want you to be with us. May your angels find pleasure to accompany us. And Father, tell us that indeed you're pleased with us. We know you are going to be pleased with us because you have helped us in tremendous effort to prepare the program. Bless all the ones who are listening to us, whether here or in Vietnam. Allow this time to be special. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Một cách nghĩa là tuyệt đối mà chúng con đang thờ phượng xin Chúa Ngài ở cùng với mỗi một ông bà anh chị em chúng con, thì giờ này con cũng nhớ đến những người trong hội thánh của Ngài vắng mặt chiều hôm nay. Xin Chúa Ngài thăm viếng, Ngài an ủi và Ngài vỗ về những ai không đến được nhà của Ngài nhưng mà lòng vẫn nhớ đến Chúa. Xin Chúa Ngài thăm viếng, Ngài ở cùng với mỗi một ông bà anh chị em của chúng con, nhất là dì Tám và mợ con cũng ở trong tuổi già. Xin Chúa Ngài ở cùng mợ con cũng như dì Tám được có nhiều sức khỏe, và xin Chúa Ngài ban ơn cho dì Tám cũng như mợ con được sự bình an phước hạnh từ nơi Ngài ban cho. Thì giờ này con cũng nhớ đến chị Sáu đang đau ốm nằm trên giường bệnh, và cánh tay chị cũng đang vô thuốc cũng rất là đau, và chân của chị cũng bị sưng. Xin Chúa Ngài thăm viếng và Ngài an ủi chị, và Ngài cũng ban ơn phước cho gia đình của chị như Trâm và vợ chồng của Trâm cũng như hai cháu để tạo cơ hội để đến thờ phượng Chúa. Xin Chúa Ngài chữa lành cho chị để chị cũng được đến thờ phượng cùng với chúng con. Xin Chúa Ngài ban ơn phước cho những ai có những sự gì buồn phiền lo âu trong mùa phục sinh này. Xin Chúa Ngài cắt ra hết mọi sự để mời Chúa vào lòng và ngự trị trong giờ phút này. Con lại tạ ơn Chúa vô cùng. Xin Chúa Ngài cũng ở cùng với trong phiên nhóm của chúng con trong thì giờ này, người đàn, người hát, và được sự phước hạnh từ nơi Ngài ban cho. Mọi sự con đều dâng lên cho Chúa trong thì giờ này, và con xin nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau đây là cô Danny, và đó là sẽ hát dâng lên Chúa bài Were You There. Và bài hát này không có trong thánh ca Việt Nam, cho nên chúng tôi đã có phần dịch để các bạn có thể theo dõi. For the English hymn, that will be hymn 158. So if you can open it, so you can see the lyrics of it, what Danny sing for us, Were You There? Just stay there for a minute, Lynn. You're gonna have to translate for me, maybe. Okay. Hi, everyone. Xin chào tất cả quý ông bà anh chị em. It's so lovely to see so many of you this afternoon. Rất là vui khi chúng tôi được gặp có nhiều ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. When Lynn asked me to sing for you today, I was delighted to do it. Khi mà Lynn mời tôi hát cho chương trình buổi chiều hôm nay thì tôi rất là vui, hân hoan. There's a few things about me that you need to know before I start singing. Một vài điểm mà chúng tôi muốn quý vị biết trước khi mà chúng tôi hát. I've been diagnosed with cancer about two years ago, and I had to go under surgery and chemo.
khoảng 3 năm trước thì tôi đã bị ung thư và tôi phải đi giải phẫu, rồi sau đó thì phải đi have quá trình. But like many of you know, chemo tends to kill a lot of good things in our body. Và như chúng ta biết thì là hóa trị thì nó có thể tốt, nhưng mà nó cũng có thể giết những tế bào khỏe mạnh ở trong cơ thể của chúng ta. And the first thing he attacked for me was my voice. Và cái điều mà trước tiên mà tôi bị đó là bị ảnh hưởng tới cái giọng hát của tôi. But I ask God, I am your servant and I need to serve you, and that's the only way I know how, by singing. Và tôi đã hỏi với Chúa, tôi là đầy tớ của Chúa, con là đầy tớ của Chúa, và chỉ có một điều con biết là con hát cho Ngài. So I did ask him, I dig deeper, you come with me and help me find my range of my voice again. That is why I'm here today. Và so excuse me if I'm not perfect, but I'm getting there. tôi đã cố gắng hết sức để mà tìm kiếm tận dưới lòng đáy sâu, và như vậy tôi mới hỏi Chúa và nhờ cầu xin Chúa để Chúa giúp tôi, để tôi có thể tìm lại cái giọng hát mà trước đây tôi đã có. Cho nên nếu mà bây giờ tôi chưa có hoàn toàn như vậy thì xin ông bà, anh chị em cũng thứ lỗi và biết điều đó. Thank you very much. Excuse for the English people, you have to read. Bạn có mặt nơi ấy không? Đó là bài hát mà Danny muốn hỏi. Và Chúa chúng ta, Chúa Giêsu cũng muốn hỏi. Quý ông bà anh chị em, chúng ta có mặt nơi ấy không? Trong phiên tòa xử án của Đấng Christ, Fiara
đã đi theo Chúa ngay sau ngài bị phản bội. Ông nóng lòng muốn xem Chúa Giêsu sẽ thực hiện điều gì. Nhưng khi bị buộc tội là một trong những môn đồ của Chúa, nỗi sợ hãi hoàn toàn trong bản thân ông khiến ông tuyên bố rằng ông ta không biết người đàn ông đó. Các môn đồ được tôn trọng qua cách nói năng của họ, đơn giản, trong sạch. Và Phi-a-rơ để thuyết phục những người tố cáo ông rằng ông không phải là những môn đồ của Đấng Christ. Cộng thêm với lời chối bỏ và lời nguyền rủa cũng như lời thề để chứng minh rằng ông nói sự thật. Chúa Giêsu, người đang ở một cái khoảng cách xa xa, hướng mắt nhìn trắng bóc, đau buồn về phía ông ta. Sau đó, người môn đệ nhớ lại những lời mà Chúa Giêsu đã nói với ông trong phòng dự lễ vừa qua, và cũng những lời ông đã khẳng định sâu sắc với vị thầy của mình. Dù mọi người sẽ bị vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi sẽ không bao giờ bị vấp phạm. Ông đã chối bỏ Chúa của mình. Nhưng cái nhìn của Chúa Giêsu đã làm tan chảy trái tim của Phi-a-rơ và của ông. Ông ta khóc lóc, thảm thiết và ăn năn để tội lỗi lớn của mình. Ông được thay đổi. Và sau đó ông được chuẩn bị để củng cố và nâng cao tinh thần của các anh em mình. Bạn có bao giờ chối Chúa Giêsu không? Have you ever denied Jesus? Xin kể chuyện Chúa trong bài thánh ca Cơ Đốc số 62 sẽ được ban hợp ca trình bày. Tell me the story of Jesus you find in the hymn book 152. That would be the Vietnamese choir or international choir. Thank you.
Bạn có mặt nơi ấy không? Phiên tòa xử án Đấng Christ. Một trong số các môn đồ được sự tự tin để vào nơi Chúa Giê-xu đang ở và họ chứng kiến sự xét xử của Ngài. Mọi người mong đợi rằng Ngài sẽ biểu lộ quyền năng thiêng liêng giải cứu chính Ngài ra khỏi tay kẻ thù, trừng phạt sự tàn ác của những người này đối với Ngài, và hy vọng của mỗi họ có khi tăng khi giảm khi những bối cảnh hiện trường xảy ra khác nhau. Đôi khi họ nghi ngờ và sợ rằng mình bị lừa dối vì những tiếng nói khi nghe thấy ở đỉnh núi điển hình. Sự vinh hiển mà họ được chiêm ngưỡng đã củng cố đức tin của họ rằng Đấng Christ là con Đức Chúa Trời. Họ nhớ đến những cảnh tượng mà Ngài đã từng, mà họ đã từng chứng kiến, những phép lạ mà họ thấy trước Đức Chúa Giê-xu đã làm trong việc chữa lành người bệnh, mở mắt cho người mù, người điếc được nghe, vỡ trách và đuổi ma quỷ, làm cho kẻ chết sống lại và thậm chí làm dịu cơn bão biển. Họ không thể tin rằng Ngài sẽ chết. Họ hy vọng rằng Ngài sẽ lên nắm quyền và với giọng ra lệnh, Ngài giải tán đám đông khát máu đó, như khi Ngài đến nhà thờ xua đuổi những người đang bán ở trong nhà thờ là nơi buôn bán. Khi họ chạy trốn trước mặt Ngài như thể bị truy đuổi bởi một đại đội lính vũ trang, môn đồ hy vọng rằng Chúa Giê-xu sẽ biểu lộ quyền năng của Ngài và thuyết phục mọi người rằng Ngài là vua của dân Israel. Nhưng Chúa Giê-xu đã không làm điều đó. Bạn có nghi ngờ và sợ bị lừa dối không? Do you doubt and fear that you have been deceived? Khi những điều xảy ra đến với Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu cần phải được thông công với Đức Chúa Trời. Chúa cứ thế tôi vào chốn rừng chiều để thiết tha cầu xin Chúa cứ thế. Chúa vào rừng chiều, bài thánh ca Cơ Đốc số 59 sẽ được trình bày. Did we able? Oh, we don't have the version of English, so we got the verses there for you.
always would have coffee. So that's why I like that. Bạn có mặt nơi ấy không? Phiên tòa xử án đấng Christ. Judah tràn đầy sự hối hận và xấu hổ trước hành động gian trá bất chính của mình khi phản bội Chúa Giêsu và khi chứng kiến được sự ngược đãi mà đấng cứu rỗi phải gánh chịu, vượt qua, và Chúa đã vượt qua được. Ông đã yêu Chúa Giêsu nhưng lại yêu tiền hơn. Ông đã không nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ làm khổ chính Ngài để bị bắt bởi đám đông, mà ông là người dẫn đầu. Ông đã mong đợi Ngài làm một phép lạ và giải cứu chính mình Ngài ra khỏi họ. Nhưng khi nhìn đám đông phẫn nộ, trong lòng phản phép khát máu, ông cảm thấy tội lỗi của mình cách sâu sắc. Và trong khi nhiều người đang kịch liệt buộc tội Chúa Giêsu, thì Giuđa lao vào đám đông, thú nhận rằng mình đã phạm tội phản bội cùng máu vô tội. Ông dâng cho các thầy tế lễ số tiền mà họ đã trả cho ông và kêu gọi họ thả Chúa Giêsu ra và tuyên bố rằng Ngài hoàn toàn vô tội. Bạn có bán Chúa Giêsu không? Do you sell Jesus? Bài thánh ca kế tiếp là tận trên nôi đồi vắng xa. Thánh ca Cơ Đốc số 61, hymn book in the old rugged cross 159, your international choir ban hợp ca thế giới. Thank you.
Bạn có mặt nơi ấy không? Sự đóng đinh của Đấng Christ. Were you there? The crucifixion of Christ. Mẹ của Chúa Giêsu đã ở đó. Trái tim của bạn bị đâm thủng bởi nỗi thống khổ mà không ai khác hơn ngoài một người mẹ. Với lòng yêu thương bao la có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, với các môn đồ, bà vẫn hy vọng rằng Đấng Christ sẽ làm một phép lạ vĩ đại nào đó để giải thoát chính Ngài ra khỏi những kẻ âm mưu sát hại Ngài. Bà không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ chịu khổ, bị đóng đinh. Nhưng việc chuẩn bị đã được thực hiện. Đức Chúa Giêsu đã bị treo trên thập tự giá. Chiếc búa và những chiếc đinh đã mang đến. Trái tim của các môn đồ đã ngất xỉu trong họ. Mẹ của Chúa Giêsu đã cúi đầu với sự thống khổ gần như vượt qua sức chịu đựng. Trước khi Đấng Cứu Rỗi bị đóng đinh vào thập tự giá, các môn đồ Ngài đã cưu mang bà ra khỏi hiện trường để Mary có thể không nghe thấy tiếng va chạm của những chiếc đinh khi chúng đâm xuyên qua xương và cơ bàn tay, bàn chân dịu dàng của Ngài. Chúa Giêsu không thì thầm, nhưng không rên rỉ đau đớn. Mặt Ngài tái mét và những giọt mồ hôi lớn đọng trên trán Ngài. Lúc đó, Satan vui mừng trước sự đau khổ mà con của Đức Chúa Trời phải trải qua, nhưng lại sợ rằng những nỗ lực của hắn để ngăn cản kế hoạch cứu rỗi của Chúa bây giờ là vô ích. Vương quốc của hắn sẽ bị mất và cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Như chúng ta là cha hay mẹ, bạn cảm thấy thế nào khi chứng kiến sự đóng đinh của Đấng Christ? As a parent, how would you feel? Yêu thương nhân thế, cứu Chúa đành lòng chịu đau, bởi đau Chúa thương thân này, vai mang thập giá, Chúa bức nặng nề dường bao,
Đó là bài thánh ca Yêu thương nhân thế trong thánh ca Cơ Đốc số 64. Và trong hymn book chúng ta không có, cho nên chúng we have the version in there because we don't have in the our hymn book.
Bạn có mặt nơi ấy không? Sự đóng đinh của Đấng Christ. Were you there? The crucifixion of Christ. Khi Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá, trong những giờ phút đau đớn kéo dài đó, Ngài không quên mẹ mình. Bà trở lại cảnh thảm khốc đó vì bà không thể rời xa con mình được nữa. Bài học cuối cùng của Chúa Giêsu là một bài học về lòng trắc ẩn và nhân từ. Ngài nhìn vào khuôn mặt đau buồn của mẹ Ngài và sau đó là dân môn đồ yêu dấu của Ngài. Ngài nói với mẹ: "Mẹ ơi, đó là con của mẹ." Rồi Ngài nói với dân rằng: "Đó là mẹ của ngươi." Từ giờ phút đó, dân đưa bà về nhà mình phụng dưỡng mẹ. Nếu Chúa Giêsu nói với bạn, bạn sẽ chăm sóc ai? If Jesus asks, who you will care for? Giêsu thiết hữu, ôi cao quý thai, Giêsu bạn thật, Ngài mang hết buồn khổ cho ta, mau khai báo lên ngôi bạn dư dật. Giêsu thiết hữu trong Thánh Ca Cơ Đốc 161. What a friend we have in Jesus, in Hymnbook 499. Will be presented to you by the trios, Donna, Antai, and Justin.
bạn có mặt nơi ấy không? Sự đóng đinh của Đấng Christ. Were you there? The crucifixion of Christ. Joseph thành Arimathea. Mặc dù các môn đồ đã thất vọng về những hy vọng của họ về Chúa Giêsu, họ vẫn yêu mến Ngài và mong muốn được chôn cất thân thể của Ngài một cách vinh dự, nhưng họ chưa biết phải làm cách nào. Joseph Arimathea, một ủy viên hội đồng giàu có ảnh hưởng với người Do Thái và là một môn đồ chân chính của Chúa Giêsu, đã đi riêng một mình, nhưng táo bạo đến với Phi-lát, xin thân thể của Đấng Cứu Rỗi. Ông không dám đi cách công khai vì lòng căm thù của người Do Thái. Các môn đồ lo sợ rằng họ sẽ cố gắng ngăn chặn thân thể của Chúa có một nơi an nghỉ danh dự. Phi-lát đã chấp nhận lời thỉnh cầu. Các môn đồ vác xác vô hồn xuống khỏi thập tự giá. Trong khi đau khổ tột cùng, họ thương tiếc cho những đã hy vọng của họ đã tàn như tro bụi. Thi thể đã được bọc lại cẩn thận bằng vải bông dệt mịn và đặt trong đài mộ của Joseph. Bạn hiến dâng gì cho Chúa? What would you give? Chúa Christ phục sinh. Jesus Christ phục sinh phước báy. Cùng thiên sứ thế nhân vui vậy, và dân khải hoàng ca linh chiến. Trời cao hát, địa hạ ứng tiếng. Sẽ được bài thánh ca, sẽ được trình bày qua ban học ca International Choir. Christ the Lord is risen today. Hymn book 166, thánh ca cơ đốc, bài số 65. Thank you.
Bạn có mặt nơi ấy không? Sự phục sinh của Đấng Christ. Were you there? The resurrection of Christ. Các phụ nữ, sự sống lại của Đấng Christ. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi trời vừa tờ mờ sáng, các phụ nữ đã đến mộ mang theo những hương vị ngọt ngào để xích xác của Chúa Giêsu. Họ thấy tảng đá nặng đã được lăn ra khỏi cửa mộ và xác của Chúa Giêsu không còn ở đó nữa. Trái tim của họ chìm sâu tận đáy biển. Họ sợ rằng kẻ thù đã cướp đi cơ thể của người yêu dấu. Đột nhiên, họ nhìn thấy hai thiên sứ trong trang phục màu trắng, khuôn mặt rạng rỡ, tỏa sáng. Những thiên sứ này đã được hiểu những việc nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng của những người phụ nữ ngài. Ngài lập tức nói với họ rằng Giêsu không còn ở đó nữa, ngài đã sống lại. Nhưng họ có thể nhìn thấy nơi ngài đã ở. Truyền bảo họ đi và nói cho các môn đồ của ngài rằng ngài sẽ gặp họ vào nơi Galilee. Với sự sợ hãi và vui mừng tột độ, những người phụ nữ này vội vã trở lại với các môn đồ đang đau buồn, kể cho họ nghe những điều mà những người phụ nữ này đã nghe và thấy. Bạn có rao truyền tin lành không? Will you share the good news? Jesus loved me. Yes, I know that in hymn book 190, không có trong thánh ca cơ đốc. Cho nên chúng tôi đã có bài hát ở trên đây để chúng ta theo dõi và được sự dâng hiến của Vivian và Leo. I want
主耶稣爱我，有圣经告诉我 Jesus loves me, he who died heaven's gate to open wide, he will wash away my sin, let his little child come in. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Yesu 爱我舍弃你，将我罪恶洗干净，天上荣门替我开，把他笑阳迎进来。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我。Bạn có mặt nơi ấy không? Sự phục sinh của Đấng Christ. Were you there? The resurrection of Christ. Lúc này, Thomas không có mặt ở tại hiện trường, nhưng ông khiêm tốn nhận những báo cáo của các môn đệ. Nhưng chắc chắn và lòng tự tin khẳng định rằng mình sẽ không tin cho tới khi đặt bàn tay của mình vào dấu đinh và ở phía nơi ngọn giáo tàn nhẫn đâm vào thân thể của Chúa. Qua điều này chứng minh sự thiếu tự tin với các anh em của mình. Nhưng tất cả những điều yêu cầu cùng bằng chứng thì không ai bây giờ có thể tiếp nhận Chúa Giêsu và tin vào sự phục sinh của Ngài. Nhưng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, mà sự tường thuật của các môn đồ phải được tiếp nhận bởi những người không thể tự mình nghe thấy và nghe Đấng Cứu Thế phục sinh. Đức Chúa Trời không hài lòng về sự vô tín của Thomas. Nhưng Chúa Giêsu gặp lại các môn đồ của Ngài thì Thomas đã ở với họ, và khi ông nhìn thấy Chúa Giêsu, ông đã tin. Nhưng ông tuyên bố rằng ông không hài lòng nếu không có bằng chứng về những cảm giác được thêm và bằng cảm giác và tầm mắt. Và Chúa Giêsu đã cho ông ta bằng chứng mà ông ta mong muốn. Thomas kêu lên rằng: "Lạy Chúa và Chúa của con." Nhưng Đức Chúa Giêsu đã khiển trách ông về sự không tin của anh ta mà rằng: "Thomas, vì ngươi đã thấy ta nên ngươi đã tin. Phước cho những kẻ chưa thấy mà tin. Tại sao bạn nghi ngờ? Why do you doubt?" Bạn có mặt nơi ấy không? Hymn Book 158. Were you there? Hymn Book in 158. Will be presented by Danny and Donna. Listen to these hurtful words.
Bạn có mặt nơi ấy không? Sự thăng thiên của Đấng Christ. Were you there? The ascension of Christ. Khi các môn đồ buồn bã nhìn lên trời, bắt kịp hình ảnh cuối cùng của Chúa thăng thiên, các người đó đứng ngó chăm lên trời. Trong lúc Ngài ngự đến, sảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi cũng sẽ trở lại như các ngươi thấy Ngài lên trời vậy. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 10 câu 11. Các môn đồ và mẹ trần gian của Chúa Giêsu là người ở với họ, chứng kiến cảnh thăng thiên của con Đức Chúa Trời, dành cả đêm hôm sau để bàn về hành động tuyệt vời, biến cố lạ lùng và huy hoàng xảy ra trong thời gian ngắn. Quý ông bà anh chị em đã chứng kiến Chúa Giêsu bị xử án, bị treo trên cây thập tự, bị ngủ yên trong mộ và thăng thiên qua ánh mắt của Phi-e-rơ, của Thomas, của Judas, của Mary, mẹ Ngài, và của những người phụ nữ. Đức Chúa Giêsu chỉ muốn chúng ta là kẻ chứng nhân, rao tin lành
ngã ra. Bạn có mặt khi Chúa tái lâm không? Will you there when Jesus returns? Xin chúng ta cùng đứng lên và kết thúc với bài hát Kìa Chúa Đến, Thánh Ca Cơ Đốc số 99. Please we all stand and sing the final song, What the Ye Sang, will be in hymn book 598. Thánh Ca Cơ Đốc 99. Bèn lòng trời nhìn chú thấy kìa bầu trời rung chiêng vang khắp nơi khá chiếu sáng đang chúng ta cần khen tiếp trước Chúa khi tin hoa đèn kia Chúa for the benediction. Friends, we've reached the end of our program, and we have had a good time together, thinking about the last days or the last hours in the life of Christ. Sister White says that every morning we could spend an hour just thinking of the last hours in the life of Christ. Our life would be tremendously blessed, all of us. Long, long time ago, a little girl in a little boat in the middle of the sea,
quý ông bà anh chị em, chúng ta thật là ơn phước khi chúng ta kết thúc chương trình hôm nay, và chúng ta biết rằng cái giờ cuối cùng của Chúa Giêsu. Thì nếu mà chúng ta có thể suy gẫm điều đó mỗi ngày thì chúng ta sẽ được ơn phước dồi dào. Con a little girl fleeing from Vietnam. Và cách đây một thời gian rất là lâu. And có cross, một crossing in a little boat in danger day and night fleeing from Vietnam. Có một em nhỏ ra đời khỏi nước Việt Nam đi trên một chiếc thuyền và có nhiều sự nguy hiểm. After a few days, no more water. Sau nhiều ngày thì không còn nước nữa. If there's one person in this place, it's Lynn herself, who has known what his thirst is. Và có một người là tôi đã chứng kiến và đã có sự trải nghiệm sự khác là như thế nào. Our Lord Jesus Christ on the cross. Và như vậy chúng ta có thể cảm được cái sự khác. He cried loud at a given time, I thirst. Và Chúa đã nói rằng tôi khát. And if Lynn today is here, you can imagine the great blessings that the Lord can achieve in the life of any one of us who is singing. Và nếu mà tôi ngày hôm nay được đứng ở đây thì chúng ta có thể tin chắc chắn rằng Chúa đã ban phước cho tất cả mọi người nếu ai tìm kiếm Chúa. All we need to do is just cry out, I thirst. Và chỉ cần chúng ta kêu lên với Chúa rằng Chúa ơi, con khát. Our guide and loving Lord, as we end this program, we have felt your presence. We, despite the many languages we speak, you have allowed us to unite our heart together, to be able to worship you in the way we can, no matter how limited we are. We pray as we leave this place now, Heavenly Father, that we leave with the strength, the power, the presence of the Holy Spirit in our lives, and that at each time when we are about to seek, all we need to do is tell you that we thirst, and you will come down. Because you have known what is that thirst. You have known it yourself, your Son, Jesus Christ. And today you are asking us not to hesitate at any time, and just to cry out, I thirst. And the holiness of our Lord will just fill us up. We will feel your presence, and we will feel the joy of really living a sinless life like you are. Holiness in our daily lives, sinless as you are. Help us, we pray, to be able to float and not to sink until you come. Remind us, dear Father, that you are at the door, and at any time you can be here. And when you recall our name, we will be able to say, yes, I am here. Were you there? We will be able to say, when you tell us, are you there? And we will be able to say, yes, Lord, we are here, waiting for you. And the Lord, let us go now in peace. In the name of our Lord Jesus Christ, amen. Amen. Amen.